Cỏ dại tranh giành nước, chất dinh dưỡng và ánh sáng với cây trồng chính. Điều này có thể làm giảm sự phát triển và năng suất của cây trồng. Hãy dùng ngay thuốc trừ cỏ Hilton UFA 320EC. Đây là giải pháp toàn diện cho việc trừ cỏ hiệu quả, với thành phần nổi bật là Bretilachlor và Bripensiosim cùng với Fenchlorin, hoạt chất mạnh mẽ giúp tiêu diệt mầm cỏ ngay từ đầu. Nhờ vào ba hoạt chất rất là mạnh mẽ, sản phẩm này là sản phẩm thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm có khả năng diệt trừ mầm cỏ và cỏ mọc từ 1 đến 2 lá mầm, tiêu diệt được các loại cỏ lá hẹp ví dụ như lồng vực, đuôi vụn và cỏ nước ma, đánh bay cỏ lá rộng bao gồm rau mương, xà bông và rau bờ. Tiêu diệt được cỏ cói lát như cháo, chát và u du, sử dụng 30-40 cho bình 16 lít nước, vun cho 500m², lưu ý cho nước vào ruột 1-2 ngày sau xạ, lượng nước vun là 400 lít cho 1 hectare. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn.